C của hãng Energizer hay còn gọi là pin chung C. Đây là một vĩ pin chính hãng Energizer với mã sản phẩm là Energizer Max Alkaline E93BB2. Thì hàng chính hãng Energizer đóng gói một vĩ 2 viên và một hộp gồm 6 vĩ 12 viên. Điện thế của một viên pin là 1.5V và đây là pin kiềm Alkaline. Pin kiềm với chất lượng rất là cao và tuổi thọ của viên pin này có thể lưu trữ lên đến 10 năm. Kích thước của mỗi viên pin là 26mm nhân cho 50mm cho một viên và đã sử dụng được nhà máy in trực tiếp lên viên pin cũng như xuất xứ là ghi Made in USA, xuất xứ Mỹ. Hàng chính hãng có bán tại địa chỉ 1165 Trần Đạo, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi có giao hàng tận nơi toàn quốc, dù chỉ một vỉ cũng giao tính phí giá giảm cho khách mua số lượng nhiều. Vui lòng gọi 0909 911 096 hoặc 0903 352 340, truy cập website pinnuonguon.vn hoặc pinnuonguon.com. Xin cảm ơn.